Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của quận Ba Đình triển khai những gian hàng không đồng tại địa bàn của hai phường, phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà của quận Ba Đình để chia sẻ những khó khăn đối với là nhân dân trên địa bàn cũng như người lao động không có công ăn việc làm do đại dịch và sinh viên hiện nay đang không về được địa phương. Thế và chúng tôi thì hôm nay đã tổ chức 600 xuất quà. Rất cảm ơn nhà nước đã cho nhân dân đang trong cái tình trạng COVID-19. Nhân dân xin cảm ơn mỗi một đứa con gái đi làm nuôi 6 miệng ăn con gái. Con gái đã ở rể. Tại vì có mỗi đứa con gái đông nó ở rể. Cảm ơn rất là cảm ơn các đảng và nhà nước và cụm dân cư số chúng tôi có những quan tâm đến gia đình khó khăn của chúng tôi rất là cảm ơn. Tôi là diện gia đình khó khăn, các cháu thì đi làm ngoài, cái dịp này cũng được nghỉ, phải nghỉ chả đi làm được. Thế còn gia đình tôi gặp khó khăn từ ngày xưa, bây giờ được nhà nước và số người ta quan tâm đến chúng tôi rất là cảm ơn. Cứ một phần quà nhỏ bé thôi chúng tôi.